Hello mọi người, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đập phá với 32.000 game. Và con số này nó tương đương với lại 3.200.000 tiền Việt Nam. Và chúng ta cùng quay trở lại cái hạc này. Vài ngày trước thì mình đã đập phá tầm mười mấy nghìn kim cương ấy. Và đã quay gần full cái vòng AK Transformer. Chúng ta sẽ tiếp tục quay nát cái vòng này. Và còn bao nhiêu thì chúng ta sẽ đổ vào cái vòng mới. Anh em inbox rất là nhiều, bảo là mình test cái vòng mới đi. Nhưng thực sự là mình không có điều kiện với lại cơ hội để có thể quét được cái vòng này. Đấy, chỉ có bạn này mới lại gia nhập CFL mới quét được thôi. Bản thân mình là mình không thể. Ok, chúng ta sẽ cùng test và làm sao để quay được vòng mới. Chúng ta sẽ cùng vào vòng cái gì ta, đến mở rương để mở hết cái đóng rương này, nhận chìa khóa và có thể lấy được. Trước khi mở cái đóng chìa khóa này thì mình sẽ quay nát cái vòng AK trước đã, tính sau, để ở đây gai mắt lắm anh em ạ. Vâng, mình sẽ mở nốt luôn. Gì đây, ba lag luôn ạ. Rồi, mở 37 get to. Và phát tiếp theo. Ôi giời ơi, nhiều kim cương quá. Đậu xanh. Bữa trước thì lúc mới ra ấy thì cái số kim cương chúng ta quay thì nó rất là rẻ. Bây giờ thì nó đã fit lại thì thực sự quá nhiều. Rồi, 3Z ra trước, hay lắm. Vâng, rất là cay. Rồi, AK, tuyệt vời. Chúng ta sẽ cùng vào, còn 13.000 kim cương thôi. Không biết là quay đến cái nấc nào, nhưng mình chỉ test thôi. Còn lại thì việc của anh em, xem thôi. Mình sẽ mở cái rương thần bí. Ba cái, hay lắm. Rồi, chắc là mở nát cái đống kim cương này, có khi lại ra được cái cây đấy luôn. Mình nghĩ là không. Không biết là có ra được cây EIS không. Nhưng mà cây EIS thì Phoenix thì nó cũng bình thường thôi. Mình không đánh giá cao về cái điều mà nó đem lại cho mình. Đấy, cái điều sung sướng thì nó không mang lại được. Nó mang lại toàn niềm đau thôi. Vâng, toàn EIS Phoenix thôi. Các bạn đừng mời, đậu xanh, bạn bè. Cái hàng này hàng mới của bạn bè hơi bị nhiều nhở. Thật là hư cấu. Thì điền mới bước qua CFL thôi. Bạn bè y một mả nó inbox như thế này rồi. Trên mời mọc thì xuyên suốt quá trình quay clip của mình. Đó là hư cấu. Không biết thì nhìn ra này giao thông quen biết cỡ gì mà mới qua thôi mà đã lôi kéo được nhiều thanh niên kết bạn rồi. Đó là vi diệu. Rồi, không biết là mình có ghép được cái vũ khí nào không. Cảm giác là EIS ra rất là nhiều. Mình nghĩ mình sẽ mở được EIS. Nhưng chắc là không rồi. Khoai lắm. Khoai lắm cơ. Nó ra toàn cây linh tinh, bảo làm sao mà mở được. Mình sẽ mở hết luôn, rương bạc. Đậu xanh áo giáp chống đạn. Rồi, nón chống đạn. Thật là vi diệu. Khô lời. Cha mà khóa lời. Thế thôi. Chúng ta sẽ cùng vào xem, hình như là không mở được đâu. Mình nghĩ chỉ ở tầm 30 là cao rồi. Đấy, gần 30 luôn, đậu xanh. Ra tầm 3 loại mà. Ra một loại thì tuyệt vời rồi. Chơi như này khắm quá. Chúng ta sẽ cùng vào test thử xem cái vòng mới có gì ngon đây. Và chúng ta phát đầu tiên thì có thằng test rồi. Đậu xanh chủ hạc nó vào nó test rồi mà. Được ngay khẩu DE luôn. Đáng thế rồi. Và chúng ta sẽ được chọn một trong chín cái viên đồng xu này. Và chỉ được 20 mấy giây thôi, 30 giây. Đậu xanh. Phải cho nhiều hơn ấy nhở. Ôi, lựu đạn kết tu. Cay ấy nhở. Thật là hư cấu. Và chúng ta sẽ cùng đến với phát tiếp theo. Rồi. Thời gian nữa, đậu xanh. Bố mày bỏ tiền ra bắt tính thời gian nữa. Chúng là mấy khượng. Rồi, tuyệt vời. RPK. Trời ơi. RPK cung hoàng đạo này hàng free mà. Đậu xanh nó nữa. Cái này hàng free bên China mà. What the hell. Mình sẽ chọn cái ở giữa đi. Rồi M4 Peony. M4 Peony thì thiên nhiên này rất là thích. Mong là ra cái quắm nữa cho thiên nhiên ấy được mừng. Tại vì thiên nhiên này rất thính. Ôi đậu xanh, sao mình mở cái gì nó mà hên thế này nhỉ. Thật là hư cấu. Cái set M4 Peony này thì nó... Thôi mình quay hết luôn rồi mình nói. Nó tăng cái khả năng xuyên thấu hay sao ấy. Vâng, còn một phát nữa. Mong là đừng ra AK trước nha.
Rồi dĩ nhiên là cái con Blade 180 ngày rồi. Và còn phát nữa thì mong là ra con M45D đi, đừng ra AK VIP bạn ơi. Please. Hay lắm, được rồi, tuyệt vời, mình đã thành công. Và chúng ta khỏi cần quay cái phát cuối, tại vì con cuối phê lắm. Tuyệt vời. Vâng. Mình yêu điều này, mình thích điều này. Quá tuyệt vời luôn, mình chỉ cần lấy cái con này là vừa rồi. Còn những cái con khác, địch quan tâm. Cái khẩu AK đấy, hàng fake đấy không ngon đâu. Đây là set M4 Peony. Và nó có thuộc tính là gì ta? Đây, tăng số tần xuyên thấu. Tuyệt vời. Đây là M45D Black Dragon. Chắc chắn là không ai thèm thuồng gì con này đâu. Thế luôn. Tại vì con này thì chỉ là một khẩu súng nó bá chất thôi. Nó chất thôi chứ nó không bá. Đấy. Anh em ít khi xài. Rồi, còn đây là cái set Agar Deformer 3Z các kiểu. Vâng, mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem nếu thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nhé. Các bạn thấy mình nói chuẩn không ạ? Đậu xây mình nói cái gì nó ra cái đấy. Thật là cạn lời, giống như lần trước luôn. Ý, đúng là cái ạc này mình nói cái gì là nó ra cái đấy. Hợp mình vờ cờ lờ ạ. Thật là vi diệu. Rồi, ạc này thì chưa có gì hết. Vâng, chúng ta còn thừa tận 572 kim cương. Rất tuyệt vời. Thế mình sẽ để đóng kim cương này lại để cho chủ ạc vào thưởng thức và xài cái gì thì xài. Còn mình thì như vậy là ok rồi. Đấy, rất là mãn nguyện rồi. Mình chỉ cần cái khẩu M45D Black ra gần ra thôi. Còn lại khẩu AK VIP này thì không quan tâm, vì có khẩu AK Transformer rồi. Mình nghĩ tiếp tục thì nên quay cái vòng này để lấy túi số 5. Đấy, chỉ cần lấy cái túi số 5 thôi là ok rồi. Còn lại thì không quan tâm. Ok, mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem thì thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh hộ mình nhá. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye. Cho gì này? À, mình có xài game lên top xài game không ta? Đâu, xanh phải xem đây là anh em ạ. Vâng, mình top mấy vậy? Top siêu tiêu phí. Rồi, lên top 3 rồi này. Anh em hãy lên search trên cái bảng tiêu phí game là mình đang ở top 3 nhá. Anh em nếu thích thì đừng quên kết bạn. Và cái ạc này thì không phải ạc của mình. Đấy, chỉ có top 3 thôi. Anh em hãy vào like nhiệt tình cái ạc này đi ạ. Đậu xanh. Hơn thằng kia chỉ có mấy trăm kim cương thôi. 500, 600. Và thiên nhiên chơi thử này dã man. Bạn ơi, bạn lập chơi thử thôi. Bạn cày lên VIP 6 luôn ghê thế. Tiêu hẳn 98.000 kim cương. Thật là vi diệu. Rồi, bảng tiêu phí tháng nó cũng thế luôn anh em ạ. Đậu xanh. Vâng, tháng thì mới bắt đầu tháng nên mình cũng vẫn ở top 3. Bây giờ top 3 được gì không? Không được gì hết, khổ lời. Những người khác thì được rất là nhiều thứ thôi. Bye bye anh em, mình hơi bị sầm lờ. Bye bye mọi người. Goodbye. À chứ nhầm, xoay mặt lại chứ nhầm. Đậu xanh.